lại nữa xá lợi từ đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện không nghĩ thế này ta bố thí kẻ kia nhận đây là phật bố thí và ý nghĩa của sự bố thí không nghĩ ta giữ giới đây là giới được giữ không nghĩ ta tu nhẫn đây là pháp ta nhẫn không nghĩ ta tinh tấn đây là pháp tinh tấn không nghĩ ta nhập định đây là pháp nhập định không nghĩ ta tu tuệ đây là pháp tuệ không nghĩ ta gieo phước đây là phước được gieo và quả đạt được không nghĩ ta nhập tránh tánh ly sanh của bồ tát không nghĩ ta thành thục hữu tình không nghĩ ta nghiêm tịnh cõi phật không nghĩ ta chứng đắc trí nhất thiết trí không nghĩ ta trụ không chứng thật tánh của pháp không nghĩ ta tu tập các hạnh bồ tát không nghĩ ta chứng đủ các công đức phật này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát có phương tiện khéo léo, khi hành bát nhã Ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện thì không có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước như thế, do khéo thông đạt pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên này xá lợi tử, đó gọi là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, có phương tiện khéo léo, lấy vô sở đắc làm phương tiện, không có tướng chấp trước